Rồi, hello đi. Bấm đó, bấm máy đó. Hello mọi người nha. Chào mọi người từ trên rồi mọi người mọi người nha. Hello. Để 10 phút có bấm máy chưa? 10 phút có tắt bật lại cái chưa? Tắt bật máy à? Bật máy cái à? Bật 7 phút à? 7 phút, 7 tới 10 phút, 10 cái. 10 cái luôn à? Ừ, đúng lắm. Tốc độ lắm, tốc độ. 7 cái đăng. 7 cái, 8 cái. Cái 8 cái chứ. Cánh 7 phút mới tắt cái chứ à em? Cánh 10 phút mới tắt. Mới nhớ khi tắt lên ở bao bài em hoặc là gặp tạm biệt mọi người nữa. Còn bắt đầu bấm lại một cú là nói là bấm lại cú là nói là hello mọi người đấy không được hello mọi người thôi chỗ này rất là đẹp đây là một thanh niên câu cá rồi hello thanh niên bên nữa chào các hello 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 ok đây là bên rùi câu cá nãy giờ còn có bấm nhanh rồi. 2 tiếng rồi. Chỉ là 2 tiếng thôi à? Bây giờ thì 2 phút rồi. Hả? Ta sẽ mới bấm xong nó. Cái răng này mới bấm á. Hello. Đừng cái nín đó chết luôn à. Chết rồi.
mình đã thử lại rồi. Anh em thấy gì chưa? Là một con rô-phi nha anh em. Mình sẽ khởi nó ra nha. Ok, mình sẽ khởi nó ra. Mình sẽ đi bỏ một con rô-phi ra. Rồi mình sẽ quay lại đây. Xin chào anh em, quay trở lại. Chưa, mình đã bắt được là một con nữa. Mình sẽ có tiếp nha nè. Một con nè. Mình
mình xin chào các anh em, quay trở lại với tập tiếp theo. Video tiếp theo của mình sẽ cầu cá tiếp nha. Ok, mình sẽ câu cá luôn nha. Anh em hãy thấy chỗ này có hay không? Một chỗ nhỏ nhỏ thôi mà có cá này, thấy chưa? Rồi xin tạm biệt anh em. Anh em hãy đón xem tập tiếp theo nha anh em. Tạm biệt anh em.